Nhiều nơi đồn đại là ui rồi bắn nát mặt ra rồi bắn nó có người đỏ đồn nó có sẹo ấy, thế là cũng sợ rồi. Ừ, thì sẹo thật mà. Đây không chuyển đây không ấy. Chọn cho đấy. Anh Trường siêu nhân nhỉ, ai cũng nhớ tên luôn ấy. Đâu một số người thôi. Thế lâu nay hội người yêu cũ của anh còn đến không? Kim cũng quanh bao nhiêu năm nhà rồi. Gia chị cũng hết nám rồi này. Chị bán được lâu chưa? À, may quá. Bao giờ cũng thế chị ạ, mặt kiểu gì cũng lệch, xong là nám kiểu gì một bên cũng đậm hơn. Cô Hạnh bảo nghỉ cả dạy, giờ lại được thuê. Cứ nằm ở nhà. Chị ơi, sao da bị đỏ đỏ chỗ này? Chắc là mụn đấy. Mụn à? Chị có đi đều không chị? Có tuần đi một lần. Đây là đây. Da mặt trắng hơn da cổ. Cái này mặt này là sau khi đi biển về nên là nó bị sạm. Này nhá, chị đi biển về chị chưa thấy sạm luôn đâu, nhưng tàn nhang chị để ý mà xem. Ui là trời, một tháng sau nó lên như nấm mọc sau mưa. Đấy, đi biển tháng trước đấy. Ui trời ơi. Và khi tuần sau khi. Thế đi biển có chịu khó chống nắng không? Có nhá. Em chết chừa là lần sau em đi biển em phải dùng kem chống nắng body. Em mùa hè năm vừa rồi chị đi biển nhiều quá không cậy là ở nhà sẵn có nhiều kem trắng da ấy. Thế là không có chống nắng body gì hết, xong về đen thui luôn. Đen mà đen dùng mọi phương pháp là nó vẫn đen luôn. Chị Hiền khách ở nhà mình đi về đi cùng Phú Quốc 5 ngày về một loạt người bong hết ra. Ừ, thế mà. Em nói chung là nắng ở Việt Nam ạ. Gọi là cháy nắng. Đi biển thì lại biển. Còn một là muốn chụp ảnh đẹp thì phải ra ngoài nắng. Rồi muốn ra ngoài nắng thì để chụp ảnh đẹp thì đen, chấp nhận đen. Đen về thì lại đi spa. Trời. Thế đỡ nám này giới thiệu khách, giới thiệu ai cho bọn em chưa? Có một chị ra đây rồi đấy. Cùng cơ quan à? Hay bạn hay gì chứ? Hàng xóm. Hàng xóm à? Thế tự giới thiệu hay là người ta hỏi thăm? Thế làm đây ấy. Đây là cũng đỡ đấy, là ngày xưa nhiều lắm. Đây là giới thiệu nó. Mà chị đây. Ngày xưa tàn nhang là cả sống cằm đấy đấy à? Vâng. Cả tàn nhang trên mũi sống cằm. Thế ngày xưa lúc đầu mà bỏ đi bắn laser có sợ không chị? Cũng lo chứ. Lo nhỉ? Nó không biết có hiệu quả không ạ. Nhiều nơi đồn đại là ui rồi bắn nát mặt ra rồi bắn nó có người đỏ. Đồn nó có sẹo ấy, thế là cũng sợ rồi. Ừ, thì sẹo thật mà. Đúng rồi, chị bắn đời máy laser đời cũ nhỉ anh Trường nhỉ. Kìa kìa. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đấy, nhà em vẫn còn phải trưng bày một cái máy đời Tống để cho các chị phân biệt. À, thì công nghệ nó phát triển rồi thì đỡ bị sẹo hơn hồi trước. Hồi trước thì cứ bị ủ tê vào bắn đỏ dột hết cả mặt đi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ngày xưa em cũng từng bắn như vậy đấy anh. Ai cũng phải trải qua. Nhưng em để ý này, nếu mà tàn nhang ít bắn như thế thì được, nhưng mà tàn nhang nhiều như chị này nhá, em bắn nhiều như thế một thời gian nó lên đấy nắm mà. Nên bị kích ứng nó đẩy lên hết. Thế thì cho em bắn cho cái chị ở dưới huyện ấy. Mai chị lên thôi. Thế á? Cả người luôn đấy chứ không phải là chị mặt. Cả người luôn á, nhưng mà chị đỡ chưa anh? Đỡ rồi, mặt đỡ rồi. Chị bắn mỗi mặt mà, chị có bắn người đâu. Thế mai xin chị phỏng vấn xem. Sáng mai cái chị lên, bốn chị cơ. Bốn chị lên một lúc rồi. Chị cũng tương đối nhiều mà chị kiểu tự ti, chẳng dám lấy chồng luôn. Bao nhiêu tuổi mà không dám lấy chồng? Năm nay thì gần 40 sao? 35 á. Này nhưng mà chị thấy tự ti nhất là đội bị chàm. Bị chàm một nửa mặt. Hoặc là bị chàm nâu, chàm đen ấy. Nếu như mà đội đấy là đội mà tự ti nhất. Chàm thì có mai có chị gì nhỉ? Mai chị lên à? Chị Nga. Ừ, chị Nga. Gần tối mai. Tầm khoảng 6 giờ kém. Chị mới lên. Ừ. Chị đỡ khá là nhiều rồi. Mai chị ra lên này. Mai mấy giờ chị lên này? Trong khoảng 6 giờ kém.
tối á. Ừ, gần tối. Mà em cũng cụ ở dưới đây. Chị Nga là do chị Hoa mà ở cùng trường cô Hạnh giới thiệu lên.